xin chào quý vị khán giả, chúng ta cùng đến với nhà nghỉ đường trực tiếp tại sân bóng đá Hiếu Thảo Sport để theo dõi trận cầu của cao thủ anh em FC và Thành Long. Trong trận đấu này thì anh em FC sẽ thi đấu với trang phục áo đỏ trắng và một này họ Trần Sĩ Quốc Thành ở bên phía cánh trái. Trong khi đó thì Thành Long FC sẽ thi đấu với trang phục xuất xanh đậm và họ sẽ Trần Sĩ Quốc Thành ở bên phía cánh phải. Trước mặt là nhỏ quý vị các bạn. Như vậy là tiếng còi cất lên và hiệp một của hai đội bóng cũng đã được bắt đầu. Và đó là một tình huống đánh đầu rất nhẹ nhàng, có pha là bàn dành cho cao thủ của Thành Long. Nó đến từ một tình huống đá phạt góc. Tỷ số đã mở 1-0. Người vào sân có lẽ là số 68 Dương Quý. Tỷ số đã được cân bằng một đều dành cho các thủ anh em. Mặc dù đã đoán đúng hướng, tuy nhiên Tấn Sang đã không thể đẩy bóng ra ngoài. Cú dứt điểm quá mạnh của Hứa Văn Cường. Ngay tức khắc thì bảng tỷ số đã được thay đổi dành cho trận đấu này. Đang có một chút khủng hoảng về nhân sự. Nói khủng hoảng là nó hơi quá. Nhưng sự thay đổi đột ngột khiến chúng tôi đang phải gặp khó khăn và tiếp tục có pha làm bàn nữa. 2-1 cho anh em FC. Lần này người ghi bàn là một trung vệ của cao thủ áo đỏ. Và dứt điểm từ xa dành cho số 6 Hùng Sa Điêu. Anh em đi ngang thấy đường lại thì thả lại thả thêm cái nào. Hứa Văn Cường rất gót rất thay và khoảng trống khá nhiều cho Hữu Phúc. Tỷ số nâng lên là 3-1. Hàng phòng ngự của Thành Long FC đang tỏ ra quá mỏng manh trước sức mạnh tấn công của các đội áo đỏ. Hứa Văn Cường đã có một pha rất gót. Tình huống đủ để Hữu Phúc có cơ hội để chỉnh về chiến thuật. Và trận đấu đó sẽ dừng vào trực tiếp vào lúc 15 giờ. Hy vọng là các bạn sẽ đón xem và cổ vũ rút xa. Chân trái tốt của Văn Bách. Chỉ tiếc là bóng đi cao một chút so với khung thành của Nguyễn Bình mà thôi. Đó cũng là điểm nhấn dành cho số 9 của Thành Long FC. Một pha xử lý rất tác động vừa đủ để bóng ra ngoài của Nguyễn Bình. Đường chuyền khá hay, tiền của cổ. Sút chéo góc, tỷ số là 4-1 dành cho cao thủ anh em. Pha dứt điểm vừa rồi là rất nhẹ và độ hiểm móc thì nó lại đủ để có thể khiến cho mảnh lưới của Tấn Sang vì sung lên một lần nữa. Phan Bách bật nhà đã bị bắt bài. Đến lượt cao thủ anh em 4-3. Hữu Phúc lại là dứt điểm của Hữu Phúc, một pha bóng khá lập bập. Và có bàn thắng thứ 5 dành cho cao thủ anh em. Đúng là một trận cầu đầy khó khăn dành cho thủ thành Tấn Sang. Bây giờ thì sự áp sát tốt của Hoàng Long. Văn Bách đó là Dương. Tỷ số đã có dành cho cao thủ Thành Long. Rút ngắn còn 2-4. Ngay khi mà cao thủ Thành Long có sự thay đổi người và sự thay đổi về vị trí trên sân, Hoàng Long là người đã đánh chặn và giúp cho Văn Bách phản công nhanh. Phạm Bụi sút rất cẳng, tỷ số là 6-2. Người vừa ghi bàn đó là số 19 Phạm Bụi.
Tuy nhiên thì có vẻ như vừa ghi bàn xong thì phong bội cũng sẽ rời sân. Lần lần trên mây. Xử lý rất tốt trong một ngày mà Minh Luân đã hoàn thành cú đúp của mình. Hai cầu thủ của các thủ của hai đội bóng đang khiến cho bàn tỷ số thay đổi. Và một lần nữa khoảng cách họ lại tạo nên là 3 bàn thắng. 6-3. Và tỷ số rút ngắn 3-6 cho Thành Long. Ở lại bóng đá các bạn không tào lao được kiểu đó đâu. Nhìn quyền đẹp pin và nhìn cái quyền block. Sút tốt. Vừa vào sân thì Vinh Sang đã có pha đá bàn để đưa tỷ số đến 7-3 dành cho các thủ anh em. Và hoàn thành bàn thắng thứ 10 cho trận cầu này. Người xuất phát đó là Bố Thái từ biên cánh thả. Đó là Hứa Văn Cường. Sút xuất cảng. Tỷ số là 8-3. Pha dứt điểm quá mạnh của Hứa Văn Cường. Đó là Tần Tiên. Phát bài của Thịnh Vô Tùng. 4-2. Tâm Đen. Pha đưa bóng của Tâm Đen buộc Vinh Sang phải ghi bàn. Tỷ số là 9-3. Đó là cú đúp của Vinh Sang. Thành Hồ Tùng đã bắt bài và ngay tức khắc có một pha triển khai tấn công rất hiệu quả. Bây giờ có lẽ là đội hình của Thành Long FC cũng đã. Tâm Đen ngày hôm nay lần đầu tiên anh được thoát khỏi vị trí trung vệ. Và pha là bàn tốt dành cho Tâm Đen. Đặt lòng khá tốt và bàn thắng chọn 10 cho anh em FC. Trung vệ Tâm Đen đã ghi bàn trong buổi tối ngày hôm nay. Thời gian còn ít và tỷ số này thì ai đã dự đoán thì cái thế nào các bạn. Ồ ồ cho anh Yên thấy nào. Hùng chân của đội trưởng Trần Thành. Và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận cầu giữa anh em FC và Thành Long. Tỷ số chung cuộc là 13 cho anh em. Và người ấn định tỷ số là Tâm Đen. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với ekip cũng như là hai đội bóng trong buổi tối ngày hôm nay.